26, 60, chim ơi chóng khỏi bệnh chim nhé, để chim bay được. Chim đang bị thương ở chân. 26, 60, đây là hai huyệt yêu thương của Diện Trần. 26, 60, khi mà nghe thấy đọc cái câu thần chú, cái hai cái huyệt yêu thương của Diện Trần, thì con chim nó cũng cảm nhận được điều đó. Nó không sợ hãi bị người bắt. Nó biết là không có cái sự đe dọa đối với nó, mà chỉ đó chỉ có tình yêu thương thôi. 26, 60, chim ơi chóng khỏi nhé.